Hello, kính chào toàn thể quý anh chị em của hữu nghị thân mến. Hôm nay hữu nghị đã có mặt tại thôn Tà Lăng để tham dự một cái đám cưới của đứa cháu. Đây là ông anh kết nghĩa với hữu nghị, cũng từng thời đi rừng, đi núi, đi trầm khá lâu rồi, mười mấy năm rồi. Hôm nay nghĩ cái tình, anh Phiên đã mời nghị đến để mà cùng góp vui với gia đình anh để cháu đi lấy chồng. Đây là giới thiệu với các bạn, đây là anh Phiên. Thì các bạn ơi, ở đây là đám cưới của con anh, là dân tộc Tà Lan, dân tộc Cơ Tu, dân tộc Cơ Tu nha quý vị. Và ở đây là ngay thôn Tà Lan, ngay cầu Sập, cách thành phố Đà Nẵng hơn 20 cây, 30 cây, từ thành phố Đà Nẵng lên đây 30 cây nha các bạn. Ở đây là bản làng cuối cùng của thành phố Đà Nẵng, còn Quảng Nam là riêng nha. Ở đây là thành phố Đà Nẵng, cái đường này là nó đang mở đường cao tốc Tuy Loan, là đi về ngay huyện Nam Đông. Thì như cho em hỏi, như mình đây đám cưới đứa này đứa thứ mấy rồi em Thiên? Đứa thứ tư rồi các bạn ạ. Anh Thiên cưới 4 đứa rồi, vậy là còn đứa út nữa thôi hả? 5 đứa, còn đứa út nữa. Chút nữa 11 giờ mời tất cả quý bà con cùng đi xem một cái đám cưới của người dân tộc Cơ Tu nhé. Quý vị khám phá đi, nhiều cái hay lắm. Bởi vì đây lần đầu tiên hữu nghị tham gia một cái đám cưới như thế này, hữu nghị cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc, và chúc cho anh Thiên đây ngày càng mạnh khỏe lên, bệnh hoạn vượt qua hết ha anh ha. Ngày nào có dịp em sẽ mời ra quê em chơi một chút. Khi nào cái đường này mở sắp xong rồi này, đi chơi một chuyến. Chút nữa quý vị với hữu nghị đi nhé. Đi ra đám cưới là không đại tại nhà, ở đây là tại nhà anh Phiên, mà đám cưới là đại tại nhà hợp thôn. Nhà đó nhà rong chứ, nhà rong đó, là đại tại nhà rong luôn. Đây bà con ơi, đây là nhà của anh Phiên. Nhà thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà đối với những người dân tộc mà làm ăn được như vậy thì cũng đỡ hơn. Còn nhiều người còn rất là khổ. Quý vị thấy những cái ché ở trên đó không? Những cái ché đó là cứ đại diện cho mỗi xu gia. Một sư gia là một cái ché như vậy, là vì người ta tặng sư gia để giống như là một cái kỷ niệm, một cái gắn kết cái tình thương yêu, cái tình sư gia với nhau, để mà ngày càng siết chặt tình thông gia của hai bên gia đình. Tất nhiên là anh Phiên có ba cái ché, gọi là cái ché ở trên đây. Ba cái ché đó là đại diện cho ba người xui đó, ba người xui nhé các bạn. Đây, cái người xui đang cưới đây là người xui thứ tư. Thì nếu họ mà bên đây là người kinh nhé, người xui thứ tư đây là người xui người kinh, nên chị không biết họ có tặng như những người dân tộc này không. Bởi vì trước đây là những đứa con của anh Phiên, dân tộc Cơ Tu đây, họ lấy chồng, lấy vợ đều là ở dân tộc với nhau hết. Còn hôm nay con bé kế Úc đây là lấy chồng người Kinh ở tại thành phố Đà Nẵng. Nên chi chút nữa chúng ta cùng đi chúc mừng cho hai cháu nhé.
Nào, kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể quý bà con, hôm nay hữu nghị đã có mặt tại thôn Tà Lan, xã Hòa Bắc, thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Đà Nẵng 30 cây, gần 30 cây, là đám cưới con manh kết nghĩa cái thời đi trầm, đi rừng, đi núi. Và hôm nay anh ấy đã dặn vợ gả chồng cho con. Thì bây giờ anh là người dân tộc Ca Tu, dân tộc Ca Tu nha các bạn. Bây giờ mình khám phá cái nét văn hóa của người, cái đám cưới của người dân tộc Ca Tu như thế nào nhé. Và đây là cái nhà rông của thôn Tà Lan. Đây cái nhà rông, đây nhà rông của thôn Tà Lan. Khách bây giờ đã đến gần đông đủ rồi. Mặt trong một tình phú huy giữa tỉnh Thanh và Cung Huy trong buổi trưa ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên xin cho phép MC Lý Hiếu xin đại diện cho những anh em làm chương trình, và đặc biệt là xin đại diện cho hai bên gia đình và đôi tăng lang tăng đương xin gửi đến sự có mặt của toàn thể quý vị các bạn một lời chúc tâm thương, một lời chào trân trọng nhất. Có phải từ đâu một buổi chiều hai đứa hẹn hò đi dạo phố, đêm lòng thương nhớ thêm là yêu. Tình yêu giữa hai đôi bạn tỉnh Thanh và Cung Huy được quen nhau từ đời ấy. Sau một quá trình thời gian dài tìm hiểu nhau, yêu thương nhau, hẹn hò nhau, nhớ nhung nhau, và đến giờ đây hai đôi bạn đã tìm được mảnh ghép cuối cùng của tình yêu cho mình. Và đó, và buổi tiệc hôm vui hôm nay chính là minh chứng cho tình yêu đó. Và Lê Hiếu sẽ không để cho quý vị và chúng ta chờ lâu nữa. Xin mời tất cả mọi người hãy tập trung chờ chú ý về sân khấu nhỏ đón chào sự xuất hiện của đôi tăng lang tăng đương, một đôi nhân vật đẹp nhất cho buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Xin mời sự xuất hiện của cô dâu và chú rể. Vâng, hai đứa bạn chúng ta đang có những bước đi chậm rãi trên con đường hạnh phúc của mình. Và xin chúc các bạn trăm năm hạnh phúc, tình vi mạng, phật đầu nghĩa phu thê. Và xin mời quý vị các bạn hãy cho chúng tôi một tràng pháo tay thật nồng nhiệt kính cặp đôi phúc này vì các bạn ơi. À, xin mời hai đứa bạn. Vâng, để có một ngày hạnh phúc như ngày hôm nay thì chắc hẳn rằng cô dâu và chú rể vẫn không quên được công ơn sinh thành của Đức Thánh Hồn Mẫu. Và sau đây tôi xin mời lên sân khấu về phía gia đình họ nhà gái. Tôi xin mời ba và mẹ của cô dâu là ông Bùi Văn Phiên và bà Trần Thị Pha. Vâng, xin mời. Về phía họ nhà trai tôi xin mời ba và mẹ của chú rể là ông Lê Văn Hiệp và bà Trần Thị Lập Phật. Trong năm kết nghĩa cao trầu, vui buồn với ngọn kết cầu thông gia, và xin chúc cho từng thương gia giữa hai nhà thật gắn bó kê sơn. Và xin mời đại gia đình chúng ta tiến qua lên sân khấu ạ. Kính thưa chính quyền địa phương, kính thưa hai họ, kính thưa tất cả nam bạn bè của người Pha. Hôm nay được sự nhất trí hai bên hai gia đình và được cho phép của chính quyền địa phương, chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho và vô quy cho hai cháu. Không có gì hơn sự vừa là quan tâm cái cấp và tất cả bạn bè gần xa xôi gia lang nhiên đã dành thời gian đến tham dự lễ vô quy và lễ thành hôn hôm nay. Chúng tôi không có gì hơn xin chân thành và cảm ơn tất cả các anh chị em đã dành thời gian để là cùng chung vui với gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn. Cảm ơn, xin cảm ơn lời phát biểu của bác rất là nhiều. Và cũng xin thay mặt cho đại gia đình Phúc như là đôi cô dâu và chú rể cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất cái toàn thể quý khách đã không ngoài không giá xa xôi đến đây dự buổi tiệc và tham gia cùng với gia đình chúng tôi. Vâng, lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Và sau đây sẽ là phần giây phút thiêng liêng đẹp nhất trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Xin mời hai đôi bạn cô dâu và chú rể chúng ta tiến hành buổi tiệc cắt bánh, lễ cắt bánh ạ. Vâng, xin mời hai đôi bạn và con mời cô chú. Vâng, bánh này bánh nghĩa bánh tình, tấm lòng sâu sắc vừa mình với ta. Bánh này xin được cắt ra thủy chung chung thủy giữa ta và mình. Xin chúc cha đôi bạn trăm năm hạnh phúc.
Rồi, và bây giờ tiếp tục thì xin mời hai đứa bạn chúng ta đến với tháp bánh tháp rừng sâm banh ạ. Và còn em như một chén rượu hồng, anh chưa nhấp mà mình lòng đã say. Nếu em là một chén rượu cay, anh xin cũng cả để say suốt đời. Vâng, chính giây phút này đây, hai đứa bạn đã kết thúc là vợ chồng. Xin chúc mừng. Và bây giờ vâng, tiếp tục xin mời hai bạn. Vâng, còn bây giờ tiếp tục để ghi nhớ công ơn sinh nhật của hai đứa đồng mẫu thì xin mời hai đứa bạn chúng ta hãy mời dùng cho ba mẹ. Và xin mời chú rể chúng ta hãy mời đường cho ba mẹ của cô dâu. Và xin mời cô dâu mời đường cho ba mẹ của chú rể ạ. Vâng, chữ trung thì để phạm cha ly hiếu phạm mẹ đôi ta ly tình. Vâng, xin mời hai đứa bạn. Vâng, vâng, quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau rót bia thật đầy vào ly đà để chúng ta sẽ chuẩn bị hôn một tiếng nào. Ôi, và bây giờ xin mời chú rể chúng ta lấy hai rượu mời cho cô dâu. Vâng, gà vàng cùng một chiếc tiên rất vô bình ngọc cách duyên tương phùng. Xin mời hai đứa bạn chúng ta tiến lên thứ một lá là một chút. Vâng, xin mời. Đây sẽ là giây phút đẹp nhất, giây phút uống rượu giao môi. Vâng, xin mời hai đứa bạn. Vâng, xin mời hai gia đình chúng ta hãy mời rượu cho nhau ạ. Còn quý vị các bạn ơi, đi đâu ạ? 1, 2, 3 Vâng, xin mời, xin nhiều. Vâng, bây giờ xin mời đại gia đình Hạnh Phúc chúng ta xuống phía dưới để mời đưa từng bạn ạ. Vâng, xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và thú thí. Vâng, vâng, quá. Hôm nay là ngày lễ của đồng thành hôn của là em vợ của con. Thế là không phải em không biết chứ. Con xin mời các bà của con á. Dù hay dữ không biết. Không phải em không biết chứ. Đâu, quay hết mà. Thôi chi. Ngon quá, cái món này thấy ngon quá nè. Rồi, mời anh chị em cùng thưởng thức món đặc sản gà chiên xôi. Dạ. Đúng rồi. Em chưa biết quen. Gà trống nuôi con. Gà trống nuôi con đúng rồi. Quen lắm rồi. Chưa kịp sao cầu con, thân tâm tôi đã cảm thấy em mất rồi. Thế nên tôi đây đành hay từ đây, từ một khi vắng em giờ em hiểu rồi, thì tôi đành thế. Rất
vọng rằng tất cả các nhóm chúng ta có mặt trong buổi trực tuyến hôm nay hãy mạnh dạn đăng ký lên trên đường điện cho phép nào chúng tôi lắc áp quá. Vâng, và để tiếp tục cho chương trình ngày hôm nay sẽ là một nhạc phẩm được mang tên Tình Nhạc Phai. Có sự trình bày của anh Xuân Tính. Xin mời họ trường cho anh Xuân Tính một tràng pháo tay thật lòng nghe lắm ạ. Tết quê mình năm nay quá là nhiều chơi, tiếng tổ vang ai đám cưới qua mời, đi ăn đông áo dài đi nhậu nghe, mừng cô sao đầu xuân thêm mẹ, nghe gia đình bắt tán có cô dâu.